giả, chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Tuyêu Chào Việt. Chương trình do công ty truyền thông Big Vision sản xuất. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thương hiệu Ace Cook với các nhãn hàng mì Hảo Hảo, mì Lee Modern, phở đệ nhất và mì siêu cây đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình. Kính thưa quý khán giả, mỗi tuần đến với hành trình Tuyêu Chào Việt, chúng tôi lại cùng đồng hành và giới thiệu đến quý vị một ngôi chợ mới. Tuần này chúng tôi tìm về thị xã Sông Cầu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh hoạt động thường nhật diễn ra tại chợ thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Chợ thị xã Sông Cầu thành lập vào năm 1994, diện tích chợ khoảng trên 8.600 m², trong đó bao gồm các cái đường nội thị vây quanh khu vực chợ. Đặc thù ở chợ đây là cái hoạt động theo cái chợ phiên, tức là mỗi tháng thì có 6 phiên, mùng 3, 13, 23, đó là phiên phụ, còn phiên chính thì là ngày 8, 18, 28. Mặc độ bà con hoạt động bình thường đó, ở mức độ là từ 450 cho tới 600. Riêng ngày lễ ngày Tết thì nó tăng lên 20%. Và cái tình hình mua bán của bà con tại chợ thì chủ yếu là tập trung cái hàng thủy hải sản. Cái lượng cá nhập về thì một ngày bình quân dài 3 tấn. Về cái tính chất mua bán của bà con phải nói là nói vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Cái đó là cái đặc trưng của hầu hết là bà con tiểu thương ở các chợ. Tôi yêu chợ Việt. Yeah! Kính thưa quý khán giả, sau khi theo dõi, tham quan, tìm hiểu về chợ thị xã Sông Cầu, thì bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chương trình tuần này. Chúng ta có đội Sông Cầu 1. Tôi, chuyện đẹp gái thế này có tên gì rồi? Tò mò quá hen. Biệt danh của tôi là Hàng Hấm Hỉnh. Nhìn tôi là biết bán gì rồi? Hủ tiếu. Và lý do tôi làm đội trưởng là đẹp gái nhất nhóm mà. Chị An, chị cứ muốn tăng chiều cao là tìm tới chị này thôi. Bán chín chứ còn bánh chi nữa. Chị Giang, bán gì mà chua quá anh nhờ? Bán chanh. Không, phèn chua. Tiếp theo, anh Bình, bán cà phê ở chợ Sông Cầu. Và cuối cùng là anh Nhật, nhìn chi mà cũng phong độ đẹp trai, mà bán chi mà bán rau đó. Và slogan của nhóm mình là Sông Cầu 1, quẩy tân bần, mừng chiến thắng. Yeah. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đón chợ Sông Cầu 2. Sông Cầu 2 rất đẹp trai, què rất đẹp gái. Đến với chương trình này, vui là chính. Cá què thì xa xa bên rồi nha. Thôi là đội trưởng. Bán vàng ở chợ Sông Cầu. Cái đó nó tế nhị lắm cho nên nó chậm chậm. Còn chị đây là hoa hậu biển ở Phú Yên, tên Ngọc, là Ngọc trai ở dưới biển. Các bạn đến với mỹ phẩm chị Dung, nâng niu bàn chân Việt chị Chính, về diễn viên điện ảnh hồi thời Lý Hùng, về Việt Trinh, Anh Phú. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu một thành phần rất quan trọng, đó là các thành viên của ban trọng tài. Anh Phạm Văn Dũng đại diện thương hiệu Asus. Anh Lương Quốc Nguyên đại diện thương hiệu Asus. Chị Trần Thị Thẩm đại diện nhà phân phối Hoàng Phương Sông Cầu. Chú Huỳnh Ngọc Tuấn đại diện ban quản lý chợ thị xã Sông Cầu. Hai đội chơi sẽ trải qua 3 vòng thi với những trò chơi vận động theo chủ đề. Số điểm chiến thắng ở mỗi vòng lần lượt là vòng 1 100 điểm, vòng 2 100 điểm, vòng 3 200 điểm. Trước khi đến với 3 vòng thi, hai đội chơi sẽ tham gia một trò chơi phụ để nhận lấy những số điểm đầu tiên, được gọi là tiền đi chợ. Đội chiến thắng trò chơi phụ sẽ nhận được 100 điểm, đội còn lại sẽ nhận 80 điểm. Số điểm này sẽ được đội chơi sử dụng để ngã giá, giành lợi thế cho đội của mình trước mỗi vòng thi. Sau 3 vòng thi, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ là đội chiến thắng, nhận lấy giải thưởng 10 triệu đồng. Đội còn lại sẽ nhận giải thưởng 5 triệu đồng. Giải thưởng bao gồm tiền mặt và những sản phẩm đến từ thương hiệu Ace Cook. Chủ đề của chương trình tuần này, một bữa ăn ngon. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với khâu khởi động đầu tiên, vòng thi phụ gọt vỏ trái cây. Đại diện đội chơi sẽ đeo bao tay vào, cầm một con dao và một trái táo. Chúng ta sẽ gọt vỏ xoay vòng. Đội nào gọt được vỏ mỏng và dài hơn thì đội đó chiến thắng.
bắt đầu. Thị xã sông Cầu 2 và đây là miếng dài nhất. Rất rõ ràng ha. Như vậy kết quả đội chợ thị xã sông Cầu 1 giành chiến thắng ở trò chơi này, nhận được 100 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng chơi đầu tiên, thử thách mang tên đi chợ. Chúng ta sẽ có 5 lượt thi đấu với hình thức thi đấu đối kháng. Khi kêu lệnh xuất phát thì hai thành viên ở hai đội chúng ta di chuyển trên đường màu xanh lá cây, bước qua chướng ngại vật, di chuyển về phía trước, chỉ dùng miệng thôi gắp được trái chuối ra bỏ vào trong cái giỏ đi chợ được. Ai hoàn thành trước xem như lượt đó đội chúng ta thắng. Đội nào đấu giá thành công thì người chơi ở lượt đó sẽ không phải bước qua chướng ngại vật này mà được xuất phát từ sau khi vượt qua. Dạ 20 điểm ạ. Bán vàng mà mua chưa? Bé mua điểm. Bán vàng cũng thua đâu, 40 điểm. Thôi tăng lên tí đi, 60 điểm. 80 điểm luôn. Thôi bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc à. Và đây là lượt chơi đầu tiên. Dạ bắt đầu. Không dùng tay. Không dùng tay. Không dùng tay. Như vậy là lượt này đội chợ thị xã sông Cầu 1 đã sử dụng lợi thế. Dạ, bắt đầu. Đội chợ thị xã sông Cầu 1 chúc mừng. Trời, đội trưởng luôn hả? Ừ. Dạ, bắt đầu. Thử thách đầu tiên thuộc về đội sông Cầu 1.
xin được mời chú Huỳnh Ngọc Tuấn đại diện ban quản lý chợ thị xã Sông Cầu sẽ trao giải. Đó là phần quà là các sản phẩm của các nhãn hàng thuộc thương hiệu Ice Cook dành cho đội chiến thắng ở vòng đầu tiên. Xin chúc mừng. Và bây giờ thì chúng ta đến với một phần quà đầu tiên dành cho khán giả cầu vũ nhiệt tình hoặc ấn tượng. Xin mời ý kiến ban trọng tài ạ. Thay mặt ban trọng tài mời chị mặc áo hoa. Xin chúc mừng. Chúng ta đến với vòng 2 với thử thách được mang tên mì siêu cay 5 cấp độ. Đây là lượt chơi dành cho những người thích mì siêu cay. Khi cơ lệnh bắt đầu thì từng thành viên trong đội chúng ta phải ngồi xuống, hai tay phải ôm lấy hai cái mắt cá chân của mình và di chuyển vượt qua chướng ngại vật ha. Lên trên đó thì chúng ta sẽ thưởng thức mì cay. Cay lắm à Nga, tôi nói thiệt cay lắm luôn, cái mùi ớt nó bay, nó loãng ở trong không khí. Bây giờ tôi đứng đây tôi có thể hửi thấy mùi ớt luôn rồi. Và người hoàn thành là ăn hết mì, ăn hết ớt. Và ban trọng tài trước mỗi lượt chơi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và chúng ta biết được chúng ta sẽ gặp gỡ mì cấp độ nào. Và bây giờ là lúc mà chúng ta đấu giá một đoạn đường. 20 điểm ạ. 50 điểm. Dạ, đợi em, nhường. Nhường. Cấp độ 1, dạ bắt đầu. Ngồi xuống, ngồi xuống. Không ăn bốc, đổ ra ngoài là thua. Để xuống gấp ăn đàng hoàng, đổ là thua nha. Để xuống gấp ăn, đổ là thua. Lượt này, đội Sông Cầu 2 Phạm Quy đã đổ mì ra ngoài. Lượt thắng thuộc về đội Sông Cầu 1. Cấp độ 4. Cấp độ 4 của chúng ta là 4 chai ớt. À. Và bắt đầu. Đi. Chưa biết ai hơn ai đâu, cố gắng bình tĩnh. Ăn hết mì rồi mình nè, ăn hết chén miệng hả chị? Đó, bây giờ nè, bây giờ chuyển qua chén miệng nè, đó. Đó, quá dữ rồi. Trời ơi, trời ơi. Hết chưa? Hoàn thành. Chiến thắng thuộc về đội chợ Sông Cầu 2. Cấp độ 5. Cấp độ 5 là cấp độ cao nhất của mì siêu cay. Chà, cái cọng mì mà sao nó đỏ mà nó bốc cái mùi lên. Cay. Bắt đầu. Cầm chung vô, cầm chung vô. Anh ổn không? Ăn miếng ớt vô cho nó dặn lại. Ăn miếng ớt vô cho nó đưa cay. Chơi một trái luôn. Một trái vô. Đó. Giờ mình luồn cái. Mình luồn cái cho vô ba trái nữa. Qua mình luồn cái vô ba trái nữa. Ăn ớt đi chị. Không ăn ớt thua ta. Vậy là đúng một tiến bộ. Rồi ăn ớt mình luôn kìa. Ớt bộ làm như kẹo trời. Chúng ta thuộc về đội chợ Sông Cầu 1. Tưởng là không tới phiên mình thi phải không? Và bắt đầu. Đó đúng rồi, đi gì đâu, không nhổm lên. Đi 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 đi, không nhổm lên nha. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bằng nhau về cách đi, vấn đề còn lại là ai ăn hay hơn nào, ai ăn hay hơn nào. Bạn này đã quyết định tấn công vào giữa luôn. Ừ, đúng rồi em, mình chia ra mình ăn vậy là hợp lý á. Lúc này đội Sông Cầu 1 đã tấn công trái ớt thứ hai rồi. Em hãy tấn công luôn qua trái ớt thứ ba.
Anh nhìn chị Mang anh xúc động quá. Đây là miếng ớt cuối cùng. À, hết nước, hết mì, hết ớt. Em hay lắm em à. Kết quả chiến thắng thuộc về đội chảo sông Cầu Mô. Xin được mời anh Lương Quốc Nguyên, đại diện thương hiệu Acecook, trao giải thưởng nóng dành cho đội chiến thắng ở vòng 2 là đội chợ sông Cầu Một. Xin chúc mừng. Thay mặt ban trọng tài, tôi xin chọn chị áo đỏ đội nón ạ. Sẽ khép lại vòng 2 và đến với vòng 3 với tên gọi Cùng Nhau Rửa Chén. Đội trưởng sẽ là người hướng dẫn 4 thành viên còn lại bị bịt mắt tại vị trí xuất phát, lần lượt từng thành viên quay tại chỗ 3 vòng, bước lên lấy bất kỳ cái thao hay cái ca hay cái xô múc nước không vượt qua mức quy định tạt về cho đội trưởng. Mỗi một người tham gia như vậy được tạt 3 lần ha. Đội trưởng đang có nước, chúng ta nhanh chóng rửa chén ha. Đội nào rửa được nhiều chén có cái logo chữ tôi yêu chợ Việt thì đội đó giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ bán một cái chén có cái logo, giá khởi điểm là 10 điểm. 20 điểm đi. 20 điểm. Tôi bán bên cho đội xong câu 1 đi. Đội nào bốc thăm trúng số 1 sẽ tham gia trước, bốc trúng số 2 tham gia sau, rồi mời hai đội bốc thăm. Số 2. Như vậy, đội sông Cầu 2 sẽ tham gia trước. Và phần thi bắt đầu. Bước đi. Quay đi. Rồi, quay vô. Rồi, đi tới. Rồi, lấy ke. Rồi, bước đi. Bước lên một bước thôi. Bước tặng về em. Về em nè, về đây nè. Rồi, đặt mạnh lên. Đó đây. Về đây. Rồi, tặng đi. Ok. Rồi, đi. Đây, đã thẳng ra đây. Okay. À, rồi, tiếp đi. Quay đi. Về đây. Okay. Quay đi. Đây, ok. 35 giây. Như vậy kết quả đội sông Cầu 2 còn được 3 cái chén tiêu chuẩn Việt, xin chúc mừng. 3 lượt tiếp theo, đội sông Cầu 1 bắt đầu. Đứng lên, quay vòng đi. Quá của đội chợ sông Cầu 2, nhưng đội chợ sông Cầu 1 có một lợi thế và như vậy chiến thắng thuộc về đội chợ sông Cầu 1. Xin được mời chị Trần Thị Thẩm, đại diện nhà phân phối Hoàng Phương sông Cầu, sẽ trao giải thưởng nóng ở vòng 3 dành cho đội chợ sông Cầu 1. Đội
em đã may mắn giành chiến thắng 3 vòng liên tiếp. Nên vòng này tụi em quyết định là nhiều phần thưởng này trao đổi xong cầu 2. Và chúc anh chị mua may bán đắt. Và mai mốt em mua vàng nhớ giảm giá cho em nha anh. Và bây giờ thì ban trọng tài sẽ chọn ra một khán giả cổ vũ nhiệt tình ở vòng 3 này để nhận phần quà. Xin mời. Xin mời cô mặc áo len. Xin chúc mừng. Xin mời anh Hương Nguyên đại diện thương hiệu Ice Scoop sẽ trao phần quà đến cho ban quản lý chợ thị xã Sông Cầu thay lời cảm ơn chân thành từ chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tìm ra khán giả may mắn thông qua tiếp rút tâm. Chúc mừng Cao Thị Hồng Thúy. Chúc mừng khán giả Nguyễn Đăng Hoàng. Chúc mừng khán giả Nguyễn Đăng Hường. Xin mời anh Phạm Văn Dũng đại diện thương hiệu Asus trao phần quà dành cho ba khán giả may mắn. Xin chúc mừng đội về nhì với 30 điểm, đó là chợ thị xã Sông Cầu 2. Chúng tôi xin mời anh Phạm Văn Dũng đại diện thương hiệu Ice Cook sẽ trao giải cho đội về nhì. Giải thưởng dành cho đội về nhì đó là tiền mặt và phần quà là sản phẩm của các nhà hàng thuộc thương hiệu Ice Cook, tổng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng đội chiến thắng là đội đã xuất sắc vượt qua cả 3 vòng chơi với 400 điểm. Đội chiến thắng là đội chợ thị xã Sông Cầu 2. Xin được mời anh Lương Quốc Nguyên đại diện thương hiệu Ice Cook trao giải nhất. Đội chúng ta nhận được giải thưởng bao gồm tiền mặt và những phần quà là các sản phẩm của các nhà hàng thuộc thương hiệu Ice Cook, tổng giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Xin chúc mừng. Kính thưa quý khán giả, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình Tuyên Truyền Việt tuần này. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng hành với chương trình, đó là thương hiệu Ice Cook với các nhà hàng mì Hảo Hảo, mì Lee Modern, phở đệ nhất và mì siêu cây đã cùng với chúng ta góp phần tôn vinh vai trò quan trọng của chợ Việt. Xin cảm ơn bà con đã dành thời gian đến đây để cổ vũ nhiệt tình cho hai đội chơi và chúc cho bà con tiểu thương ở chợ thị xã Sông Cầu luôn buôn may bán đất. Xin chào và hẹn gặp lại.